thoát vị địa đệm có gây yếu sinh lý hay không? Như Quỳnh xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video chia sẻ hữu ích cùng An Quốc Nam. Quý vị thân mến, tình dục là một phần thiết yếu của cuộc sống đối với bất kỳ ai. Tuy nhiên, với nhiều bệnh nhân xương khớp, đặc biệt là bệnh nhân thoát vị địa đệm, có đến hơn một nửa gặp phải tình trạng vấn đề về sinh lý. Trên các diễn đàn về bệnh xương khớp, câu hỏi thoát vị địa đệm có gây yếu sinh lý hay không, có ảnh hưởng đến chức năng tình dục hay không, nhận được sự quan tâm sôi nổi của các bệnh nhân. Vậy, thực chất thoát vị địa đệm có phải là nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm chức năng tình dục hay không? Và biện pháp nào để cải thiện chuyện phòng the tốt nhất cho bệnh nhân thoát vị địa đệm? Hãy cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu nhất từ chuyên gia của chúng tôi. Bạn đang theo dõi video chia sẻ hữu ích cùng An Quốc Nam, kênh thông tin sức khỏe toàn diện và thiết thực nhất cho mỗi gia đình. 1. Thoát vị địa đệm có gây yếu sinh lý không? Theo các chuyên gia, thoát vị là bệnh lý liên quan đến cuộc sống và sinh lý thì liên quan đến cơ quan sinh dục, cho nên hai vấn đề này không hề liên quan đến nhau. Vì vậy, cần khẳng định rằng bệnh thoát vị địa đệm không ảnh hưởng trực tiếp tới chức năng sinh lý của hai giới. Khi mắc bệnh thoát vị địa đệm, xét trên bệnh học, người bệnh hoàn toàn không bị yếu sinh lý, xuất tinh sớm hoặc suy giảm hormone sinh dục khi bị bệnh, chất lượng tinh trùng vẫn được đảm bảo tốt. Vậy nguyên nhân tại sao hầu hết các bệnh nhân thoát vị địa đệm đều gặp các vấn đề về sinh lý, suy giảm chức năng tình dục? Câu trả lời nằm trong việc người bệnh luôn gặp phải những cơn đau bởi thoát vị địa đệm làm chèn ép các dây thần kinh, đặc biệt là tại vùng vị trí thắt lưng. Những cơn đau có thể âm ỉ hoặc dữ dội, điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và làm suy giảm hứng thú trong chuyện chăn gối. Việc mất ngủ thường xuyên do đau đớn, sinh hoạt ăn uống không điều độ và stress, mệt mỏi do bệnh tật cũng là những nguyên nhân khiến họ cảm thấy xuống dốc với vấn đề chăn gối. 2. Một số biện pháp cải thiện chuyện phòng the khi mắc bệnh thoát vị địa đệm. Theo các chuyên gia, biện pháp tốt nhất vẫn là ưu tiên điều trị thoát vị địa đệm dứt điểm thì sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt vợ chồng nữa. Ngoài ra, người bệnh thoát vị địa đệm có thể áp dụng một vài biện pháp sau đây để cải thiện được chuyện phòng the. 1. Dùng tay massage xoa bóp vùng đau nhức để giúp các cơ được thư giãn, hoặc có thể tắm bằng nước ấm, chườm nóng tại vị trí đau nhức. 2. Tránh các tư thế không tốt cho cuộc sống. Đối với những bệnh nhân thoát vị địa đệm cần quan tâm tìm hiểu những tư thế quan hệ thích hợp, cần tránh thực hiện các tư thế cúi, cong người quá mức gây ảnh hưởng đến cuộc sống. 3. Nên trao đổi với nửa kia của mình về các vị trí bị đau nhức để hạn chế tình trạng đau nhức khi quan hệ, vì việc trao đổi với bạn đời có thể cùng nhau bàn bạc và nhận được sự hỗ trợ tốt nhất để đời sống tình dục của cả hai không bị ảnh hưởng là điều vô cùng cần thiết. Nếu như đã áp dụng các biện pháp mà vẫn gây đau nhức khi quan hệ, tốt nhất bạn nên tham khảo qua ý kiến của bác sĩ chuyên môn. Thoát vị địa đệm không chỉ ảnh hưởng đến đời sống tình dục mà bản thân chúng đã là bệnh lý xương khớp rất nguy hiểm. Nếu không được điều trị kịp thời, có thể dẫn đến bại liệt suốt đời, đau đớn không thôi. Chính vì vậy, khi có các triệu chứng bệnh, quý vị bà con nên tìm đến các bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời các bạn nhé. Chúc các bạn khỏe mạnh và luôn có cuộc sống vợ chồng viên mãn. Hẹn gặp lại quý vị trong những video mới nhất của An Quốc Nam.